lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh lên tiếng về xá lợi tóc Đức Phật tại chùa Ba Vàng. Dư luận xôn xao đi tìm sự thật. Những ngày gần đây, sự việc về xá lợi tóc Đức Phật tại chùa Ba Vàng là một trong những vấn đề nóng bỏng được dư luận cả nước chú ý lớn. Theo đó, chùa Ba Vàng tổ chức rước trưng bày vật thể được cho là xá lợi tóc Đức Phật vi phạm quy định về hoạt động triển lãm, theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết. Tối mùng 2 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho hay về việc chùa Ba Vàng tự tổ chức rước trưng bày cho Phật tử chiêm bái cái mà gọi là xá lợi tóc Phật, chính là hoạt động triển lãm, vì vậy đã vi phạm nghị định 23/2019 về hoạt động triển lãm. Hoạt động này cũng chưa đúng quy định về chủ thể cũng như là thời gian đăng ký theo luật tín ngưỡng, tôn giáo và nghị định 162/2017 quy định chi tiết về một số điều và biện pháp thi hành vào luật này. Ban tôn giáo tỉnh đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí để làm rõ, cùng có hồ sơ báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trên. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu chùa Ba Vàng không có biên soạn, sản xuất video, hình ảnh hay là tài liệu và gỡ bỏ toàn bộ thông tin giới thiệu vật được coi là xá lợi tóc Đức Phật trên trang tin của chùa và của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh cũng như là các trang mạng xã hội. Thông tin này gây ra dư luận phức tạp, làm ảnh hưởng an ninh trật tự và các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng bình thường trên địa bàn. Hiện nay trang web của chùa Ba Vàng chỉ còn một bài viết với nội dung báo cáo về xá lợi tóc Đức Phật. Các video về giới thiệu, quay cảnh người dân bái lễ hiện vật này hiện đã không còn nữa. Theo thông tin đã được chùa Ba Vàng đăng tải, vào tháng 12/2023, đoàn chư tăng của chùa đã đến chiêm bái xá lợi tóc Đức Phật tại tu viện Parami và bảo tàng xá lợi Phật quốc tế Parami. Sau đó chư tăng, nhà chùa mời hòa thượng Uwepula là trụ trì của tu viện Tarami cùng với các cao tăng của Myanmar tham dự đại lễ kỷ niệm 765 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh và đưa xá lợi tóc này về Việt Nam. Xá lợi được đưa về chùa Ba Vàng ngày 22 tháng 12 đến 27 tháng 12 mang về Myanmar. Có hàng chục nghìn người dân, Phật tử đổ về đây để chiêm bái hiện vật được cho là xá lợi tóc Đức Phật. Đây là một sợi trong 8 sợi tóc mà Đức Phật tự tay nhổ trên đầu của mình, trao cho hai thương buôn người Myanmar hơn 2.600 năm trước. Website Chùa Ba Vàng cho hay. Ban tôn giáo chính phủ đã đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần phải thẩm định nguồn gốc của xá lợi tóc Đức Phật trưng bày tại Chùa Ba Vàng này, yêu cầu phải xử lý nghiêm nếu như các tổ chức, cá nhân nào, chức sắc Phật giáo liên quan đến sự việc có sai phạm. Chùa Ba Vàng do Đại Đức Thích Trúc Thái Minh trụ trì. Năm 2019 thì chùa tổ chức thỉnh vong, thuyết giảng vòng báo oán, cúng oan gia trái chủ. Sau đó Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam họp kết luận Đại Đức Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng vi phạm hiến chương giáo hội, làm tổn thương đến thanh danh giáo hội tăng đoàn. Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra quyết định nhất trí bãi nhiệm tất cả chức vụ của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh trong giáo hội. Tuy nhiên ông Minh vẫn trụ trì chùa Ba Vàng từ đó cho đến nay. Ông được khôi phục chức vụ Phó trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hồi tháng 3 sau gần 4 năm bị bãi nhiệm. Chiều 31 tháng 12, trên các kênh truyền thông của chùa Ba Vàng, Sư Thích Trúc Thái Minh đã gỡ bỏ tất cả thông tin giới thiệu và hình ảnh về xá lợi tóc của Đức Phật. Theo quan sát, đến trưa 31 tháng 12, những thông tin, hình ảnh giới thiệu về xá lợi tóc của Đức Phật trên các kênh YouTube, Facebook, fanpage, website của chùa Ba Vàng và Sư Thích Trúc Thái Minh đã được gỡ. Trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, ngày 28 tháng 12, Giáo hội đã có văn bản số 895/HDTS/VP1 yêu cầu trụ trì chùa Ba Vàng
và Đại Đức Thích Trúc Thái Minh gỡ bỏ tất cả các giới thiệu về xá lợi tóc của Đức Phật trên trang thông tin của chùa và của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, cũng như là các trang mạng xã hội có liên quan đến sự việc này. Theo đó, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng yêu cầu Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì của chùa Ba Vàng, phải gửi gấp báo cáo giải trình về nguồn gốc xá lợi tóc Đức Phật và việc tổ chức sự kiện này. Ngày 31 tháng 12, trang web chính thức của chùa Ba Vàng đã đăng tải nội dung báo cáo về xá lợi tóc Đức Phật. Cùng ngày, Ban Tôn giáo Chính phủ đã trao đổi có văn bản gửi Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị thẩm định nguồn gốc xá lợi tóc Đức Phật được trưng bày tại chùa Ba Vàng trong những ngày qua để có thông tin chính thức về sự việc này. Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ đạo Ban Phật giáo Quốc tế, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh chấn chỉnh các hoạt động không đúng với truyền thống của Phật giáo, xử lý thật nghiêm theo giới luật Phật giáo, hiến chương và quy chế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nếu các tổ chức, cá nhân, chức sắc Phật giáo liên quan đến vụ việc có sai phạm. Xá lợi tóc ở chùa Ba Vàng đã được cung thỉnh trở lại tu viện Parami, Myanmar. Trong báo cáo giải trình Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh có ghi rõ: tháng 12/2023, nhân chuyến tham quan thánh tích Phật giáo tại đất nước Myanmar, đoàn chư tăng Phật tử của chùa Ba Vàng đến chiêm bái xá lợi tóc Đức Phật tôn chí tại tu viện Parami và bảo tàng xá lợi Phật quốc tế Parami, còn gọi là tu viện Thôn Nguyên hoặc là Pen Kangyun, địa chỉ tại đường Thôn Nguyên, khối 5, thị trấn Nam Okalapa, Yangon ở Myanmar. Theo truyền thừa của tu viện Parami rằng đây là một trong 8 sợi tóc của Đức Phật để cho hai người Phật tử tại gia đầu tiên sau khi Ngài đắc đạo, được truyền lại qua nhiều đời tăng sĩ và hiện đang tôn trí tại tu viện Parami và bảo tàng xá lợi Phật quốc tế Parami. Với tâm nguyện tăng cường quan hệ Phật giáo quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam, đoàn chư tăng Phật tử của chùa Ba Vàng đã trân trọng thỉnh mời Hòa thượng Uwepula, trụ trì tu viện Parami cùng với các cao tăng Phật giáo Myanmar tham dự đại lễ kỷ niệm 765 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh. Hòa thượng Uwepula đã hoan hỷ nhận lời với lòng tôn kính Phật Hoàng Trần Nhân Tông, yêu mến đất nước và con người của Việt Nam. Hòa thượng Uwepula hứa rằng sẽ cung cấp rước xá lợi tóc của Đức Phật đến chùa Ba Vàng. Từ trước đến nay, xá lợi tóc của Đức Phật tại tu viện Parami chỉ được chiêm bái tại chỗ thôi. Đây là lần đầu tiên xá lợi tóc của Đức Phật được cung rước ra bên ngoài. Ngày 22 và ngày 23 tháng 12 năm 2023, chùa Ba Vàng đã hân hạnh tiếp đón đoàn chư tăng Phật tử Myanmar cung rước xá lợi tóc của Đức Phật lên tòa đại giảng đường cho nhân dân Phật tử chiêm bái. Tối ngày 27 tháng 12, kết thúc chuyến tham quan Việt Nam, đoàn chư tăng Myanmar đã cung rước xá lợi tóc của Đức Phật trở lại tu viện Parami.